Hello, chào các bạn. Một chiếc Galaxy Tab hoàn toàn mới các bạn. Samsung Galaxy Tab S7. Bữa trước Samsung ra mắt cùng lúc với cái Galaxy Note 20 series cũng như cái tai nghe Galaxy Buds. Thì đây là nguyên một bộ sản phẩm mới nằm trong cái loạt series sản phẩm mới năm 2020 của Samsung. Các bạn thấy tông màu giống với cái Galaxy Note ha. Đây. Cùng tông màu. Đây là chiếc Tab S7, còn một chiếc nữa là Tab S7 cộng nữa các bạn. Tab S7 cộng thì màn hình nó sẽ lớn hơn. Thì hôm nay mình chỉ có trên tay cái sản phẩm Tab S7 thôi. Và đây là cái mã số của nó là T875. Cái phiên bản này là RAM 6GB, ROM là 128. Và sản phẩm sản xuất ở Việt Nam luôn đó, sản xuất tại Việt Nam và sẽ xuất khẩu đi toàn thế giới. Galaxy Tab S7 nguyên siêu chính hãng từ Samsung và sẽ được bán trong vài ngày tới các bạn. Vài ngày tới giá dự kiến của cái này là khoảng chừng đâu đó 19 triệu, còn cái Tab S7 cộng thì hai mấy triệu đó, mình chưa nhớ chính xác ha. Mình sẽ cập nhật giá trên website trong vài ngày tới các bạn. Rồi, khui siêu. Bóc siêu, bóc siêu. Rất là nhanh các bạn ha. Đây là sản phẩm thương mại luôn chứ không phải là sản phẩm demo gì hết. Sản phẩm thương mại nhận trực tiếp từ nhà máy Samsung. Rồi sau khi mình khui ra thì mình sẽ trưng bày ở cửa hàng luôn. Đó. Samsung. Đây phụ kiện các bạn. Phụ kiện đầu tiên là có một cái cây bút. Cây bút rất là to như cây bút thiệt luôn đó. Khác với cây bút của cái Galaxy Note. Cây bút của Note thì có chút xíu thôi đó. Bút của Note thì có một chút mà cầm không có đã. Nhưng mà bút của cái tablet này cầm y chang cây bút. Bút thiệt lớn đẹp. Màu nó hơi khác chút xíu. Rồi ngoài ra thì nó còn cho mình một cục sạc fast charging, cục sạc nhanh, rồi một cọng cáp A2C đó. A2C, một sạc, một cáp, một bút, một cây chọc sim. Đây trong này tài liệu. Lần này Tab mà cho luôn tai nghe các bạn ơi. Mấy lần trước tablet hoặc là cái iPad là không bao giờ nó cho tai nghe ha. Lần này cho tai nghe. Nhưng mà tai nghe Samsung chứ không phải tai nghe AKG. Đó, tai nghe Samsung mà cổng tai si luôn ha. Đó, đây là hai cái bộ đệm tai. Đó, đây là toàn bộ những phụ kiện dành cho chiếc Galaxy Tab S7 các bạn. Đó. Một bút, một củ sạc, một cọng cáp, một cái tai nghe, hai bộ đệm tai. Đó. Rồi, bóc cái siêu của cái máy ra cho các bạn thấy nè. Bóc siêu ở dưới đây. Đó, wow. Sound by AKG. Âm thanh bởi AKG các bạn. Và số email nó in trên này rất là rõ, in rất đẹp luôn. Điểm nhấn đầu tiên, điểm ấn tượng đầu tiên là cái góc vuông các bạn ha. Cái hông á làm vuông vắn y như là cái iPad luôn. Y như iPad mới trong năm nay. Vuông luôn. Đó, cảm giác là nó vuông mà tới mức độ mà nó gọi là cấn cấn luôn á, nhưng mà nó cũng có một cái vát xéo chút xíu để mình có cái độ mềm mại, nó không có sắc bén ha. Rồi những cái đường anten cũng làm rất là đẹp, vuông vắn hết, vát đây một đường, vát bên này một đường cho cảm giác nó mềm xuống mặt vuông. Thì có lẽ đây là xu hướng các bạn. Một số tin đồn trong vài ngày vừa rồi thì cái series iPhone 12
nghe đồn đoán cũng là thiết kế theo cái dạng này các bạn, tức là hình góc vuông luôn chứ không còn bầu như ngày xưa nữa. Đây là cái hai cái điểm tiếp xúc vào cái cover của nó ha. Cover cũng đang trên đường về, tiếp xúc vào đây, sạc ở đây cho cái bàn phím á. Rồi đây là cái chỗ sạc cổng tai si, loa ở đây. Loa thì họ dùng AKG các bạn, hãng âm thanh nổi tiếng của tập đoàn Hartmann. Đây là cái nút nguồn, tích hợp luôn cái vân tay ở trong cái nút nguồn này luôn bên hông luôn. Thì các bạn khi các bạn cầm cái tư thế như vậy thì bấm đây mở nguồn, rồi tăng giảm âm lượng ở đây. Mic nằm đây, và đây là một cái khe sim cộng với thẻ nhớ để mình chọt ra cho các bạn coi luôn. Đây, cái này là dùng ở phía bên này các bạn thấy micro SD nè, là để thẻ nhớ nè. Phía bên này là để sim, tức là cùng một lúc mình dùng được một sim, một thẻ nhớ là hết. Đó, không có dùng hai sim. Và cái máy này là anh thoại được luôn các bạn. Các bạn có thể làm cái điện thoại khổng lồ được luôn. Đó. Rồi, cái mặt này nó làm một cái đường sọc với cái chất liệu gì đó bóng bóng như bóng gương vậy đó. Cụm camera nhỏ nhắn xinh xắn với hai camera nằm đây và một cái đèn LED trợ sáng nằm đây. Cái camera trước thì nằm ngay ở giữa cái màn hình. Rồi cái cây bút đó các bạn, cây bút thì nó sẽ hít vào đây nè. Đó, hít vào đây. Không biết nó hít chiều nào, chiều nào nó cũng hít đó. Các bạn chỉ quăng cây bút vô là nó hít dính liền ha. Đó, hai chiều, chiều nào nó cũng hít được hết. Hít vô cái khu này, cái hình này nè. Đó, cái màu này nè, hít cây bút. Và nó vừa hít là nó vừa sạc luôn các bạn ha. Nó vừa hít là nó vừa sạc luôn. Đó, iPad thì nó hít ở trên này, Samsung hít phía sau. Đặc biệt là khi mình gắn cái cover vô á, thì nó bọc cái biếu bút này lại luôn, không có bị rớt. Rất là đẹp. Nếu các bạn gắn vào cái cover kim cái bàn phím á, thì nó sẽ là một cái giống như cái máy tính thu nhỏ vậy. Đó, thiết kế sang trọng bằng kim loại rất là đẹp, xuất sắc luôn. Cái tỷ lệ thì nó khác với tỷ lệ iPad chút xíu. Các bạn tưởng tượng iPad giống như tỷ lệ 43 thì cái này là 16:9 vậy đó. Màn hình nó dài chiều ngang hơn, phù hợp cho những ai thích coi phim, thích coi YouTube thì nó sẽ full đúng cái tỷ lệ của cái video hơn. Còn iPad nó hơi vuông hơn chút xíu. Rồi để mình mở nguồn lên cho các bạn coi cái bên trong của nó như thế nào ha. Đây là bên ngoài, rất đẹp, xuất sắc luôn á. Cái cây bút này các bạn, mặc dù các bạn để trong cái khu vực này á thì nó hít, để ngoài đây thì nó không có hít nè, để vô đây thì nó hít đó, nhưng mà có thể nó chạy chạy ha, tức là nó hít nhưng mà nó chạy trật 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 ở trong cái khu này, cho nên đúng là cái ngòi bút á mình phải để qua hướng camera đó thì nó dính luôn các bạn, nó dính và nó định vị luôn. Nó định vị là cái đầu đây nè, cái đuôi á, cái đầu trên của bút á là nó gần tới cái hình chữ nhật xéo xéo này luôn. Giờ mình thả xuống nè, đó, nó rớt vô đúng vị trí luôn á, đó, thấy không? Thả xuống đó, nó nhảy vô đúng cái vị trí nó 500 hit luôn. Thì ở đây nó vừa khớp với cái đầu bầu bầu ở đây, và nó không có bị chạy. Còn các bạn để bên đây nó vẫn hit nhưng mà nó sẽ trợt, à, nó trợt, chạy qua chạy lại nó trợt, nằm trong cái ô này thôi nó trợt, đó, này chính xác. Rồi đây các bạn, mình đã mở nguồn cái máy lên rồi, đó, các bạn thấy màn hình tuyệt vời ha. Đây biểu tượng điện thoại đầy đủ ha, tức là các bạn cứ coi đây là một cái điện thoại khổng lồ với đầy đủ hết những cái chức năng. Cái điểm đặc biệt các bạn quan tâm được ra mắt vừa rồi là các bạn kéo trên này xuống sẽ thấy cái deck ở đây. Thì các bạn nhớ ngày xưa mà các bạn muốn dùng cái Samsung deck là các bạn phải mua một cái cổng cắn cáp vô rồi gắn qua máy tính tùm lum tùm la hết nó mới ra được cái Samsung deck. Thì bây giờ các bạn thấy nó build sẵn cái nút ở đây, các bạn chỉ cần bấm ở đây. Tức là trong cái thiết bị Note cũng như Tab bây giờ có Samsung Deck tích hợp sẵn bên trong rồi. Khi các bạn bấm một cái thì nó nhảy qua cái chế độ này, là cái chế độ tương tự như cái máy tính vậy đó, giống Windows vậy đó. Tức là nó sắp xếp icon kiểu như là máy tính sắp xếp ha. Rồi đây các biểu tượng mình hay dùng để ở đây, rồi những cái biểu tượng nằm ở dưới để ở đây.
rồi những cái thông tin giờ giấc, rồi pin hay là wifi nó nằm góc này, y chang trên máy tính, MacBook hoặc là Windows. Rồi menu thì các bạn vô đây, đó, đa nhiệm thì đóng ra, bấm vô đây, rồi home thì có cái nút này, back ra, đây. Đặc biệt là khi các bạn gắm cái bàn phím vô, bàn phím kim cái bao da vô thì nó sẽ ra, có nó có cái nút chuyển đổi trên đó, để mình bấm một cái là nó nhảy ra cái giao diện này, đó. Còn các bạn muốn thoát cái deck thì các bạn bấm vô những cái chấm 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 ở đây là cái menu này, nó có cái nút thoát deck, đó. Trong đây nó có một cái deck slab nữa, deck slab ở trong này các bạn có thể chỉnh tất cả bằng tiếng Việt hết, chỉnh kích thước rồi này kia, đó. Còn không các bạn bấm vô đây, các bạn thoát deck thì nó sẽ văng cái Samsung deck này ra và nó trở lại với cái giao diện là cái tablet bình thường. Thì có Google Search đây cũng như cái thời tiết ở đây, và các bạn có thể tùy biến những cái widget để trên cái màn hình này. Rồi bên cạnh đó nó còn có một cái màn hình home mà các bạn. Màn hình home thì nó có cái mờ mờ ở đây nè, mình có thể mình thấy đây, mình vuốt qua một cái thì đây trong này mình có thể tùy biến những cái giao diện, cái ứng dụng mà mình chạy đa nhiệm á. Ví dụ đây mình cho là thằng trình duyệt với thằng YouTube hai cái trong một, thì khi các bạn bấm vào đây một cái thì nó sẽ ra cả hai. Ví dụ bên này là tối về mình coi web, ví dụ mình đang coi là Mai Nguyên đi chẳng hạn đi, đó, ví dụ mình coi Mai Nguyên đi ha, đó. Rồi bên đây là mình coi YouTube, đó, mình cả hai cái, mình chia hai cái màn hình y chang trên iPad các bạn. Thì cái màn hình mà cái tỷ lệ nó rộng chiều ngang hơn nó cũng có cái hay của nó ha. Đó. Rõ bưng bưng luôn các bạn ha. Cái độ nét của nó phải nói là xuất sắc luôn. Tuyệt vời. Đây giờ mình bung thử một cái video ra nè. Các bạn muốn cái màn hình nào rộng á thì các bạn đưa cái tay vô chỗ này, các bạn kéo. Kéo qua đây thì lấn cái thằng YouTube qua, thì thằng trình duyệt web nó nhỏ lại giống trên đang duyệt trên cái điện thoại nè. Rồi các bạn bung ra hết thì nó ra hết. Đó, thì như mình nói thì cái tỷ lệ này nó rất là phù hợp cho những người thích giải trí và làm việc. Nó khác với cái iPad, tức là khi các bạn coi những cái YouTube nhiều, thường xuyên coi YouTube hoặc coi truyền hình tin tức theo cái chuẩn trên YouTube á, thì cái màn hình nó phủ bề ngang. Mặc dù ở dưới nó còn vẫn còn cái đường đen ha, hai cái sọc đen nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó rất là nhỏ. Đó, thì cái tỷ lệ khá là hợp lý ha. Rất đẹp. Để mình mở loa lên thử các bạn nghe thử nè. Đó. Nét lắm. Qua đây trải nghiệm điện thoại. Trên cờ kia nó có lên 4K không? Trải nghiệm điện thoại di động còn phụ kiện. Đó, lên 4K luôn ha. Cái trình duyệt này à 2K này, nó đang lên 2K thôi, nét len keng luôn. Cái này nói thiệt là cái này các bạn coi video coi YouTube tối mà nằm coi báo rồi coi ca nhạc Thúy Nga, những cái kênh YouTube mình yêu thích hết sảy luôn. Cái loa rất là hay, để mình mở một cái clip của Thúy Nga thử nha. Mặc dù mình đang ngồi ở ngoài trời á, tiếng ồn rất là lớn ha, ồn rất lớn. Để coi cái âm thanh nó như thế nào. Như Quỳnh, buồn làm chi em ơi. Đó. Âm thanh của nó mặc dù đang ở ngoài đường nha các bạn, tiếng ồn rất là ồn ha. Đẹp lắm, màn hình màu xuất sắc luôn. Tuyệt vời các bạn. Rồi để mình thử camera chút xíu. Thử camera sau coi nó chụp hình nét như thế nào. Đây các bạn, camera nè, thử chụp cái bông thử nha.
Đó, góc rộng nè, góc bình thường nè. Đó, hoặc là chụp xuống dưới này thử coi. Góc rộng nè. Đây. Wow, nét ken luôn ha. Góc rộng nè. Ồ, nó gắn luôn cái Samsung Duo camera chụp bằng Galaxy Tab S7 lên này luôn. Bật tắt được anh đó. À, bật tắt được luôn. Đó. Các bạn có thể bật tắt cái chế độ này được luôn. Quá đã luôn. Tuyệt vời. Nét len ken ha. Đó. Cái cụm camera phía sau các bạn được trang bị một cái camera 13 megapixel quay 4K 30 khung hình trên 1 giây và một cái là 8 megapixel. Còn cái camera selfie ở phía trước thì được trang bị 8 megapixel hỗ trợ quay full HD với 30 khung hình trên 1 giây. Đó, để mình thử cái selfie cả nha. Đây. Selfie 8 megapixel. Đó. Hai thằng luôn nha. Nét len ken ha. Hôm nay quay thử bằng cái máy ảnh Sony nha các bạn. Máy ảnh Sony. 1 2. Đó. Camera trước. Wow, nó lên kinh không? Nét len ken ha. Đó, các bạn thấy không? Nét ghê chưa? Đặc biệt là mây trời nổi lên rất là đẹp ha. Da mặt cà hơi bị láng, Samsung lúc nào cũng cà láng. Coi như là lúc nào cũng có sẵn thẩm mỹ viện bên trong các bạn. Nói chung là camera là quá ngon cho một chiếc tablet ha. Quá ngon cho một chiếc tablet. Thì các bạn chạy dùng Android cũng quá quen thuộc rồi. Những cái này mình nghĩ là không cần phải nói nữa. Các bạn thích chơi game thì cũng có thể cài game vô để chơi trên những cái tablet đời mới này rất là mạnh. Phước đã cài thử cái game đua xe này vào rồi, chạy mượt hả Phước? Dạ. Chạy rất là mượt đúng không? Dạ. Game này đồ họa rất nặng các bạn, mà chạy ngon lành luôn. Các bạn thấy đồ họa đẹp không? Lò lớn à. Các bạn nào mà thích chơi game nhất ôm cái tablet này chạy chơi đã luôn á. Này là gì? Này là anh phanh grip. À. Nhưng mà nó sẽ tự động chạy thôi. Anh chỉ cần anh điều khiển vào cái micro là thắng. À. Nó chạy. Wow, bay lên luôn ha. Đồ họa quá đẹp luôn. Nhất rồi ép nó luôn. Wow. Ồ, mấy kia nó băng bên kia qua ha. Rồi xong hàng. Rất là đẹp các bạn ha, cái đồ họa phải nói là tuyệt vời. Và chắc để xuống so với cái iPad chút xíu ha, xuống dưới so cái iPad cho các bạn coi thử coi nó hình dáng với cái iPad mới như thế nào. Rồi đây các bạn, xuống cái bàn Apple so với cái iPad mới nhất của Apple trong năm nay các bạn. Đây. Đó. Đây là hai cái phiên bản nhỏ. Cái iPad này cũng phiên bản 11. Thì năm nay Samsung có vẻ làm giống cái Apple ha. Đây các bạn thấy là từ chất liệu luôn ha, cho tới là độ dày luôn. Rồi những cái sọc anten nè. Đó, giống y chang nhau luôn. Này là phiên bản nhỏ, tức là phiên bản 11 inch. Đó, rồi còn một phiên bản lớn là phiên bản 13 inch nữa. Đây các bạn thấy bên hông nè. Xin chào Javis, tôi là... Cái hông đó nè, vuông y chang luôn ha. Đây cũng bo góc vô một chút, đây cũng bo chút xíu. Thiết kế vuông hết, vuông vắn y chang luôn. Khác cái cụm camera.
cầm camera của Apple là hình vuông bo góc, còn này là hình dài theo cái chỗ đặt cây bút. Samsung thì các bạn mua thì họ có sẵn cây bút luôn, còn Apple phải mua riêng tới mấy chào triệu á. Bạn đã trở lại, tôi có thể. Đó. Rồi cái tỷ lệ của iPad á thì là tỷ lệ màn hình 43. Còn cái Samsung á là tỷ lệ 16 1610 các bạn. Giống như kiểu mình chụp hình nó có hai cái tỷ lệ, một tỷ lệ là 16:9 là nó dài. Còn 43 nó vuông vuông, nó hơi vuông hơn. Đó, tỷ lệ 16:10. Đây, mặt trước. Nói chung là giờ thiết kế gần như là gần giống nhau rồi. Khác nhau cái tỷ lệ tỷ lệ 43 và tỷ lệ 16:10. Cái điểm khác lớn nhất là một anh chạy iOS và một anh chạy Android. Cấu hình thì cũng khá mạnh các bạn ha. Cấu hình camera của hai sản phẩm này giờ cũng khá cao à. Đang duyệt web trên cái iPad và cái Samsung Galaxy Tab S7. Đó, này thì nó ốm dài, còn này nó 43, nó vuông vuông hơn. Thì các bạn biết hiện tại trên thị trường thì dường như là các hãng làm tablet bây giờ họ dẹp hết rồi. Cuối cùng vẫn chỉ còn là Apple với iPad và Samsung với Galaxy Tab. Đó, còn hai hãng thôi. Các bạn nào thích Android thì mua Samsung và thích iOS thì mua Apple. Đơn giản như là như vậy. Và bây giờ hai cái sản phẩm họ cũng đu theo nhau, thiết kế gần tương đồng nhau. Đó, còn về cấu hình các bạn, cái phiên bản Tab S7 này các bạn có kích thước là 11 inch, độ phân giải là 2560x1600, tỷ lệ hiển thị là 16:10, tấm nền là IPS LCD cùng với tần số quét tới 120Hz luôn, hỗ trợ công nghệ HDR10 cho độ sáng cao tới 500 nit. So với phiên bản Tab S7 thì sẽ có kích thước lớn hơn. Tab S7 cộng thì sẽ có trưng bày ở bên cửa hàng Samsung 68 các bạn. Mời các bạn ghé bên đó để trải nghiệm ha. Còn cái này sẽ có trưng bày ở Mai Nguyên. Bút Tab S7 thì cũng sơn cái màu đồng y chang, để bên hông các bạn cần các bạn rút ra, lấy tay các bạn rờ bỏ vô cũng được. Pin nó lên ở đây. Đó. Thì bút này cũng trang bị nhiều cái tính năng mới. Tuy nhiên thì cái bút của cái Tab S7 này á, nó có cái độ trễ hơn là cái S7 cộng. Cái độ trễ của cái Tab S7 cộng là 26 mili giây các bạn, trong khi cái trên phiên bản S7 cộng á, cái độ trễ thấp hơn, nó chỉ là 9 mili giây thôi. Tương tự như trên cái bút của Galaxy Note 20 Ultra. Về mặt cấu hình khác thì các bạn, Tab S7 được bán chính hãng tại Việt Nam với RAM là 6GB như nãy mình đọc trên cái hộp đó, và ROM là 128. Pin dung lượng là 8000 các bạn. Cái này pin dung lượng là 8000, hỗ trợ sạc nhanh 45W và chạy cái Android 10 mới nhất ha, giao diện thì One UI 2.5 mới nhất luôn. Bluetooth thì Bluetooth 5.0 và chuẩn Wi-Fi là chuẩn Wi-Fi 6 mới nhất. Nói chung đợt này Samsung làm rất là ngon, trang bị đầy đủ những cái cấu hình cao nhất trên hai phiên bản. Thì nếu các bạn kinh tế mà không có đắn đo, không có lăn tăn thì các bạn có thể chọn cái phiên bản lớn, đó là Tab S7 cộng. Còn nếu mà mình cảm thấy nhu cầu mình tới đây là đủ, nhỏ gọn, tối cầm coi tin tức iPad, YouTube đồ này kia, thì các bạn có thể chọn cái phiên bản này cũng khá là mạnh rồi, Tab S7 bình thường. Giá tốt. Rồi để mình thử cái bút chút xíu nha các bạn. Thử cái bút chút xíu ha. Đây, cầm to y như cái bút bi á. Đó. Pin này nó hiện lên đây, lúc mà các bạn dùng bút á. Đó, pin nó hiện đây chớp 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 mà cái bút đang kết nối với cái tablet. Đó. Mượt lắm các bạn ha. Rất là mượt, cảm giác khá mượt mà ha. Khá mượt mà, khá ngon. Nói chung là những ai mà thích thích một cái máy tính bảng lớn mà có thể ghi chú được, họp hành công việc thì hết sảy. Cảm giác cái màu sắc hết sảy ha. Đây là cái tấm cái phiên bản
phiên bản nhỏ này á, Tab S7 này là dùng cái tấm nền ABS thôi. Còn cái phiên bản mà Tab S7 cộng á là dùng Super AMOLED luôn các bạn, cho nên cái độ sắc nét, cái độ mà màu sắc nó rực rỡ đó, Super AMOLED á, thì các bạn tùy chọn hai phiên bản nó cũng có một số cái cấu hình khác nhau. Cái phiên bản Tab S7 cộng thì nó cao hơn. Độ quét thì nó như nhau ha, độ quét thì nó vẫn là 120 hạt các bạn ha. 120 hạt. Nhưng mà hai cái tấm nền khác nhau. Nhưng mà mình cái tấm nền ABS mình thấy ở đây vẫn quá rực đúng không? Cảm giác nó quá rực đúng không? Samsung mà làm mà họ chỉnh như thế nào mình không biết, mà trong công nhận là phải nói là nó sáng rực rỡ luôn á. Sáng rực rỡ tuyệt đẹp luôn. Những người nào thích sáng tạo nội dung thì dùng cái Tab này hết sảy. Đó thì vài ngày nữa thì sẽ bắt đầu cập nhật giá cũng như là mọi thông tin chính thức về chương trình bán hàng. Mình sẽ cập nhật hết trên website và có trưng bày ở các cửa hàng, mời các bạn ghé trải nghiệm ha. Hiện tại thì đã có bên Samsung 68 đã trưng bày đủ bộ đôi này luôn, Galaxy Tab S7 và S7 cộng. Để coi kỹ hơn về thông số kỹ thuật cũng như cái bài viết trên tay thì mình có để đường link bên dưới, mời các bạn click vào xem chi tiết hơn ha. Rồi, video khui hộp nhanh. Chào tạm biệt các bạn.